kỹ năng đảm bảo an toàn cho bé khi ở nhà. Các con ơi, trong thời gian nghỉ học ở nhà, các con ở nhà với ai? Có bạn ở nhà với ông bà, có bạn ở nhà với ba mẹ, nhưng có một số bạn lại ở nhà với anh chị. Vậy con đã làm gì để đảm bảo an toàn cho chính mình khi không có người lớn ở bên cạnh? Và sau đây là một số lưu ý của cô. Không leo trèo cầu thang, ban công vì có thể các con sẽ bị trượt chân ngã đấy. Mình phải tránh xa ổ điện, các đồ dùng sử dụng điện trong nhà như ấm đun nước, máy sấy tóc, bàn là có thể gây nguy hiểm cho các con đấy. Không tự ý sử dụng một số đồ điện, phích cắm, công tắc điện và cầm các đồ dùng sắc nhọn như dao, kéo để tránh bị đứt tay. Không cho các loại hột, hạt, đồ vật nguy hiểm, đồ chơi vào mũi, miệng để tránh bị hóc, sặc. Và để bảo vệ đôi mắt thì chúng ta không được xem TV quá nhiều, hạn chế sử dụng điện thoại các con nhé. Các con vừa được nghe những việc chúng mình không nên làm để đảm bảo an toàn cho các con khi ở nhà. Vậy để đảm bảo an toàn cho các con khi ở nhà thì các con sẽ làm những gì? Sau đây là một số gợi ý của cô dành cho các con. Chúng ta phải giữ gìn vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, thường xuyên rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh dưới vòi nước sạch. Đánh răng thường xuyên vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng chống lại dịch bệnh. Chăm chỉ tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khỏe, để phòng bệnh các con nhé. Chơi những đồ chơi an toàn, lành mạnh để phát triển trí tuệ như là trò chơi ghép hình, tô màu, vẽ tranh và cùng đọc sách với ba mẹ. Sau khi chơi xong, các con hãy sắp xếp đồ chơi thật gọn gàng các con nhé. Và đặc biệt các con phải luôn nhớ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà để phòng tránh dịch bệnh các con nhé.